Hôm nay chúng ta sẽ học về cái module về cơ xương khớp. Thì bài đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái hệ xương. Yêu cầu đầu bài thì yêu cầu đề bài thì các bạn sẽ học về đầu tiên là cái tên xương, sau đó là quan trọng là các mốc ở trên xương. Các bạn nhớ được như thế thì các bạn biết rồi, ở người có khoảng 206 cái xương. Phần lớn là các xương chặn sẽ được chia làm hai phần chính, đấy là bộ xương trục và bộ xương treo. Bộ xương trục sẽ gồm một cái trục của cơ thể, đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Bộ xương treo sẽ treo vào bộ xương trục. Thế vậy thì bộ xương trục nó sẽ gồm có những xương gì? Nó sẽ gồm đầu tiên là khối xương sọ và các xương thân mình. Bộ xương treo thì nó bao gồm có đai treo của chi trên, đai treo của chi dưới, sau đó là các xương chi trên và các xương chi dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cái bộ xương trục trước. Bộ xương trục sẽ gồm có khối xương sọ. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, đây là cả cái khối xương sọ. Thì mỗi màu sẽ là một xương khác nhau. Vậy thì cái khối xương sọ này sẽ gồm có 22 xương, trong đó 8 xương để cấu tạo nên sọ thần kinh. Vậy thì 8 xương để cấu tạo nên sọ thần kinh sẽ gồm có một xương trán ở phía trước, hai xương đỉnh, một xương chẩm, hai xương đá, một xương bướm và một xương sàng. Vậy thì với mỗi cái xương thì các bạn phải nhớ được các mốc ở trên cái xương đấy. Đầu tiên là quan trọng nhất là tên xương, sau đó thì các mốc ở trên xương. Thế vậy thì ở xương trán các bạn sẽ học về cái gì? Các bạn sẽ học ở cái bụng trán. Tiếp theo các bạn học về cung mày. Các bạn học ở cái phần đứng của xương trán và phần ngang của xương trán. Tiếp theo là đến xương đỉnh. Ở xương đỉnh thì mình chỉ đơn giản thôi, tức là xương đỉnh nó sẽ có phần đứng gồm có mặt trong và mặt ngoài. Xương sàng, ở xương sàng thì các bạn sẽ nhìn thấy để cấu tạo lên cái sọ thần kinh này, cái nền sọ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vị trí này chính là mào sàng. Tiếp theo, cái phần ngang đây chính là phần ngang của xương sàng. Và một cái mảnh thẳng nó đi xuống bên dưới, đây chính là phần thẳng đứng của xương sàng. Và xung quanh hai bên thành của ổ mũi để cấu tạo lên hai thành của ổ mũi. Ổ mũi thì đấy chính là các đôi xương xoăn mũi, đấy là trên, giữa và dưới. Và giữa các xương xoăn mũi này nó sẽ tạo ra các ngách mũi. Và ở trong ổ mắt này các bạn sẽ nhìn thấy mảnh ổ mắt của xương sàng. Tiếp theo là đến xương bướm. Ở xương bướm, người ta gọi là xương bướm bởi vì nó có cấu tạo giống như hình con bướm, tức là nó sẽ có một thân, sau đó có cánh, đây chính là cánh bé, vị trí dưới chính là cánh lớn. Tiếp theo nó sẽ có chân trong, có chân ngoài, và giữa hai chân đấy thì nó sẽ có hố chân bướm. Và ở vị trí thân của xương bướm lõm xuống, các bạn nhìn thấy giống như hình yên ngựa, đây chính là nơi của tuyến yên nằm. Và tiếp theo là đấy chính là hai xương đá, hay còn gọi là phần đá của xương thái dương. Vậy thì ở xương thái dương các bạn sẽ thi vào những phần gì? Phần đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là phần chai. Tiếp theo cái phần mà các bạn có thể sờ thấy ở phía sau tai của mình, đấy chính là mỏm trũng, và nhỏ ở phía trong chính là mỏm châm. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần đá của xương thái dương nó có thêm một cái lỗ, đây chính là lỗ tai ngoài, và phía trong này chính là lỗ tai trong. Ngoài ra thì ở xương thái dương các bạn sẽ nhìn thấy một cái ngành. Bình thường trong sách giáo khoa thì người ta viết lên rất là kỹ, ví dụ như là mỏ, nhưng mình gọi chung đây chính là ngành. Ngành này chính là ngành gò má của xương thái dương. Và phía sau đấy chính là xương chẩm. Xương chẩm thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là có một cái ụ này, người ta gọi là ụ chẩm trong. Phía ngoài đây chính là ụ chẩm ngoài. Xương chẩm thì nó cũng sẽ có phần ngang của xương chẩm, hay còn gọi là hố của tiểu não. Ở giữa có một cái lỗ lớn, đây chính là lỗ chẩm lớn, nơi của tủy sống sẽ thông với não bộ qua cái lỗ này. Vậy là 8 xương để cấu tạo nên sọ thần kinh mình đã giới thiệu cho các bạn. Cái vị trí này người ta chính gọi đây chính là nền sọ. Nền sọ này sẽ được chia làm 3 tầng. Đây chính là tầng sọ trước, tiếp theo đây là tầng sọ giữa, và đây chính là tầng sọ sau. Nền của sọ sẽ là trần ở phía dưới. Vậy thì nền ở tầng sọ trước sẽ là trần của ổ mắt và trần của ổ mũi. Vậy thì tổn thương cái tầng sọ trước sẽ liên quan đến mắt và đến mũi. Tiếp theo ở tầng sọ giữa nó sẽ liên quan đến một cái phần, chính là phần đá của xương thái dương. Ở cái phần đá của xương thái dương này, đi trong nó chính là cái lỗ tai trong và lỗ tai ngoài. Vậy thì tổn thương cái vị trí tầng sọ giữa này sẽ liên quan đến tai. Và tổn thương cái tầng sọ phía sau đấy chính là cái xương chẩm.
chính là gì ạ? Chính là cái lỗ chầm lớn này sẽ thông với lại tủy sống, và tổn thương thằng thận sau sẽ liên quan đến hai cái hố của tiểu não. Tiếp theo, 14 xương để cấu tạo lên sọ mặt thì gồm có hai xương tráng, xin lỗi, hai xương mũi ở phía trước. Tiếp theo hai xương gò má, hai xương hàm trên, sờ trong trần của ổ miệng thấy gồ lên thì đấy chính là vị trí của hai xương khẩu cái, và hai cái xương khẩu cái này nó sẽ đi sát với lại cái chân bướm trong và xuống bên dưới này. Và lô nhô trong hốc mũi thì chính là cái phần xương sàng mà vừa giới thiệu cho các bạn, đấy chính là các đôi xương xoăn mũi, nó gồm có xoăn mũi trên, xoăn mũi giữa và xoăn mũi dưới. Và một xương rời nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong mô hình này thì đây chính là xương lá mía và xương hàm dưới. Vậy là đủ 14 xương để cấu tạo lên sọ thủy tinh, sọ mặt. Tiếp theo đến bộ xương thân mình. Ở xương thân mình này thì các bạn sẽ thấy nó gồm có xương cột sống, xương ức và các xương sườn. Vậy thì đầu tiên ở cái xương ức, xương ức là một cái xương dẹt nằm ở phía trên và phía trước của lồng ngực. Xương ức sẽ có hai mặt, đây chính là mặt ngoài và đây chính là mặt trong. Xung quanh của xương ức sẽ có diện để khớp với lại sụn sườn. Xương ức được chia làm 3 phần. Phía trên này người ta gọi là cán ức, tiếp theo đây người ta gọi là thân ức, và đây là mũi ức hay còn gọi là mỏ mũi kiếm. Ở trên phần cán ức có một chỗ lõm, người ta còn gọi đấy là địa ức hay còn gọi là khuyết của tĩnh mạch cảnh. Vị trí của tĩnh mạch cảnh nằm ở cái vị trí đây. Tiếp theo là đến xương sườn. Xương sườn gồm có 12 đôi xương sườn được chia làm 3 loại, đấy là thật, giả và cụt, hoặc người ta có thể đánh số từ 1 đến 12. Vậy thì dựa vào đâu để phân biệt như thế? Tức là người ta sẽ dựa vào cái diện tiếp xúc với lại xương ức, gồm có 7 đôi xương sườn thật tiếp xúc trực tiếp với lại xương ức qua sụn sườn tương ứng. Tiếp theo có 3 đôi xương sườn giả, đấy là 1, 2 và 3. Giả là bởi vì sao ạ? Vẫn tiếp xúc với lại xương ức nhưng mà gián tiếp qua cái sụn sườn số 7. Sau đó còn 2 đôi xương sườn cụt, các bạn sẽ thấy cụt đây, đầu trước tự do không gắn vào đâu cả thì người ta gọi đấy là cụt. Vậy thì khi mà hiểu được cấu tạo phân biệt thật giả cụt rồi thì các bạn sẽ thấy này, giữa các xương sườn sẽ là các khoang gan sườn. Sau này học cơ thì các bạn sẽ thấy có các khoang, có các cơ liên sườn bám vào các vị trí này. Vậy thì cấu tạo chung của một xương sườn các bạn sẽ hình dung này, cong hình chữ C gồm có một thân và một đầu. Xương có hai mặt cũng giống như xương ức, tức là đây chính là mặt ngoài và đây chính là mặt trong. Có hai bờ, đây chính là bờ trên và đây chính là bờ dưới. Ở đầu sau thì các bạn sẽ thấy chỗ mà tiếp xúc với lại thân của đốt sống ngực, người ta gọi cái vị trí đấy chính là tròn của xương sườn. Chỗ mà tiếp xúc với lại cái phần lồi ra của mỏm ngang đốt sống ngực ấy, mà nó hơi lồi ra đây, người ta gọi đấy cái vị trí đấy chính là lồi củ sườn. Và khoảng cách giữa tròn và lồi củ sườn thì đấy chính là cổ của xương sườn. Tiếp theo là đến xương cột sống. Cột sống cong hình chữ S có hai đoạn lồi, đấy chính là lồi cổ và lồi thắt lưng. Vậy thì tương ứng với nó sẽ có hai đoạn lõm, đấy chính là lõm ngực và lõm cùng cụt. Cột sống dao động từ 32 đến 35 đốt và được chia làm 5 đoạn. 5 đoạn đấy bao gồm 7 đốt sống cổ, tiếp theo 12 đốt sống ngực sẽ tương ứng với 12 đôi xương sườn, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng, 3 đến 5 hoặc 4 đến 6 đốt sống cụt. Vậy thì muốn nhận biết được các đốt sống thì mình phải hiểu được cấu tạo chung của bất kỳ một đốt sống nào đã. Sau đó mình sẽ đi lần lượt vào từng đốt sống một. Vậy thì cấu tạo chung của bất kỳ một đốt sống nào cũng gồm có 3 phần. Đầu tiên, phần thứ nhất, đấy chính là thân đốt sống. Thì các bạn nhìn thấy thân đốt sống chính là cái bề dày của đốt sống. Đây chính là thân đốt sống. Sau đó cong ở phía đằng sau thì người ta gọi cái vị trí đấy chính là cung đốt sống. Và thân hợp với cung sẽ tạo thành một cái vị trí này, người ta gọi đấy chính là lỗ đốt sống. Mà nhiều cái lỗ đốt sống này xếp chồng lên nhau thì trong sẽ chứa tủy sống, thì người ta gọi đấy chính là ống sống. Và các mỏm đốt sống, các mỏm ở đây sẽ gồm có một mỏm gai ở phía trước, xin lỗi, một mỏm gai ở phía đằng sau, hai mỏm ngang, hai mỏm khớp trên và hai mỏm khớp dưới. Khoảng cách giữa cái phần thân đốt sống và cuống cung thì cái vị trí này người ta gọi là cuống cung đốt sống. Đấy là cấu tạo chung của bất kỳ một đốt sống nào cũng gồm có 3 phần như vậy.
Sau đó mình sẽ lần lượt vào từng đốt sống một. Đầu tiên là các đốt sống cổ. Có hai đặc điểm để nhận biết các đốt sống cổ. Khi mà các bạn cầm một đốt sống lên, nhìn thấy hai đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất, đấy chính là mỏm ngang có lỗ. Mỏm gai chẽ đôi. Vậy thì với cái đốt sống nào mà có đặc điểm như vậy thì đấy sẽ là đốt sống cổ. Khi mà nhận biết được đấy là đốt sống cổ rồi thì các bạn sẽ nhận biết các đốt sống cổ đặc biệt. Vậy thì trên cái mô hình này người ta làm ba cái màu khác nhau, tức là sẽ có ba đốt sống cổ đặc biệt. Đốt sống thứ nhất đặc biệt là ở chỗ các bạn nhìn đây ạ. Đấy chính là đốt sống cổ 1. Đặc biệt ở chỗ nào ạ? Đặc biệt ở một chỗ là không có thân đốt sống mà lại có hai cung, đúng không? Cung trước và cung sau. Chính vì thế cái lỗ đốt sống này nó còn khớp vào cái vị trí này của cái xương chẩm, người ta gọi đấy chính là đốt đội. Cái đốt thứ hai đặc biệt ở một chỗ là giống với lại đốt sống cổ 1. Giống tức là cũng không có thân đốt sống, cũng có hai cung, nhưng khác đốt sống cổ 1 ở một chỗ là cung trước sẽ mọc lên một cái mỏm răng. Và cổ 7 các bạn sẽ nhìn thấy nó đặc biệt ở chỗ chính là cái mỏm gai. Các bạn thấy dài nằm ở phía đằng sau, mà khi các bạn cúi đầu xuống các bạn có thể sờ thấy ở phía sau gáy của mình. Tiếp theo đến 12 đốt sống ngực thì tương ứng với 12 đôi xương sườn. Có 3 đặc điểm để nhận biết các đốt sống ngực. Đặc điểm thứ nhất đấy là dựa vào mỏm gai. Ở mỏm gai thì các bạn sẽ thấy này, mỏm gai sẽ trúc xuôi như lợp ngói. Đặc điểm thứ hai để nhận biết đấy chính là cái đầu sau của xương sườn. Thế vậy thì chỗ nào mà tiếp xúc với lại thân của đốt sống ngực thì đấy sẽ là trỏ của xương sườn. Thế vậy thì thân của đốt sống ngực trên mô hình người ta sẽ làm hơi lõm xuống một tí. Vậy là thân của đốt sống ngực sẽ có 4 diện để khớp với trỏ của xương sườn. Đặc điểm thứ ba để nhận biết các đốt sống ngực đấy chính là cái phần lồi ra của xương sườn. Cái vị trí lồi ra của xương sườn đây, đấy chính là lồi củ sườn. Vậy thì cái lồi củ sườn đấy nó sẽ tiếp xúc với lại mỏm ngang của đốt sống ngực. Vậy đốt sống ngực người ta sẽ làm hơi dẹt ra. Vậy ba đặc điểm để nhận biết các đốt sống ngực. Tiếp theo đến các đốt sống thắt lưng. Nếu như 12 đôi xương sườn thì có 12 đốt sống ngực bám vào. Đến các đốt sống thắt lưng thì không còn các xương sườn bám vào nữa. Chính vì thế là các bạn sẽ nhìn thấy mỏm ngang của đốt sống lưng dài và nhọn. Đây chính là di tích của xương sườn thoái hóa. Đặc điểm thứ hai để nhận biết các đốt sống thắt lưng đấy chính là mỏm gai của đốt sống thắt lưng. Nếu như ở các đốt sống ngực mỏm gai trúc xuôi như lợp ngói thì đến các đốt sống lưng mỏm gai sẽ là hình chữ nhật chạy thẳng ra phía đằng sau. Hai đặc điểm để nhận biết các đốt sống thắt lưng. Tiếp theo là đến các đốt sống cùng và cụt. Ở đốt sống cùng và cụt thì mình không cần phải phân biệt với các đốt sống khác, bởi vì các đốt sống cùng và cụt đã bị thoái hóa, nó hợp lại với nhau thành một tấm rồi. Đây chính là tấm xương cùng. Tấm xương cùng này sẽ hợp với lại xương cụt để tạo thành cái xương cùng cụt. Vậy thì 5 đốt sống cùng hợp lại với nhau thành một tấm gọi là tấm xương cùng. Có đỉnh ở phía dưới, có nền ở phía trên. Hai bên xương cùng, đây chính là diện nhĩ của xương cùng. Và cái diện nhĩ của xương cùng này nó sẽ khớp với lại diện nhĩ của xương chậu để tạo thành một khớp gọi là khớp cùng chậu. Ở xương cùng sẽ có 2 dãy lỗ cùng trước. Mặt sau cũng sẽ có 2 dây lỗ cùng sau. Các mỏm gai, mỏm khớp trên, khớp dưới, mỏm ngang vì nó bị thoái hóa hết rồi cho nên nó không còn rõ như ở các đốt sống khác nữa. Còn đây chính là xương cụt. 3 đến 5 hoặc 4 đến 6 đốt. Và xương cụt có 2 mặt, đây chính là mặt trước và đây chính là mặt sau. Vậy là hết cái bộ xương trục. Tiếp theo đến bộ xương treo. Ở bộ xương treo thì vì nó có đối xứng hai bên thì các bạn phải có thêm một phần nữa, đấy chính là định hướng. Định hướng tức là để xác định được bên phải hay là bên trái. Đầu tiên ở cái đai treo của chi trên, nó sẽ gồm có xương đòn ở phía trước và xương vai ở phía đằng sau. Vậy thì định hướng xương đòn như sau. Các bạn sờ thấy cái xương đòn thì các bạn sẽ định hướng đặt xương nằm ngang. Tiếp theo đầu tròn sẽ vào trong, đầu dẹt sẽ ra phía ngoài. Đầu dẹt sẽ ra phía ngoài và lõm của đầu dẹt sẽ ra phía đằng trước. Lõm của đầu dẹt sẽ ra phía đằng trước. Vậy với cái cách định hướng như thế thì các bạn sẽ có hai xương đòn khác nhau, bên phải và bên trái. Khi mà các bạn định hướng đúng rồi thì các bạn sẽ mô tả cái xương đòn này. Các bạn nhìn thấy như thế nào thì các bạn sẽ mô tả như thế. Thế vậy thì với cái xương đòn này các bạn sẽ nhìn thấy xương đòn cũng sẽ là một xương dài gồm có một thân và hai đầu.
hình chữ FC. Đầu tròn, khớp với lại xương ức, người ta còn gọi là đầu ức của sư đòn. Đầu ngoài, khớp với lại mỏm cùng vai, người ta còn gọi đấy là đầu cùng vai đòn. Và xương đòn nó cũng sẽ có hai bờ, bờ sau, bờ trước, nó cũng sẽ có hai mặt, mặt trên, mặt dưới. Ở mặt dưới, khi mà các bạn lật lên, các bạn tính từ ngoài vào trong, nó sẽ có các thành phần như sau. Đầu tiên đây chính là củ nón, đường thang, rãnh cho cơ dưới đòn bám. Và sát ở cái vị trí này đấy chính là ấn của dây chằng sườn đòn. Tiếp theo đến xương vai. Ở xương vai thì các bạn định hướng như sau. Xương vai thì các bạn sờ thấy cái phần này, thì các bạn định hướng đặt xương thẳng đứng, mặt có cái gờ xương này ra phía đằng sau, góc mà có cái hõm khớp này sẽ lên trên và ra phía ngoài. Vậy thì với cái cách định hướng như thế, đây sẽ là xương vai của bên trái. Khi mà định hướng đúng rồi thì các bạn sẽ mô tả xương vai là một xương dẹp gồm có hai mặt, đây chính là mặt trước, đây chính là mặt sau, gồm có ba bờ, đây chính là bờ trên, đây chính là bờ trong, bờ ngoài. Xương có ba góc, đây chính là góc trên trong, đây chính là góc trên ngoài, và đây chính là góc dưới. Chúng ta sẽ lần lượt vào từng phần một. Đầu tiên là mặt trước. Mặt trước các bạn sẽ nhìn thấy lõm áp sát vào các xương sườn. Chính vì thế, nếu như ở xương thật nó sẽ có các ấn sườn ở các vị trí này, và nó tạo thành một cái hố. Đây chính là hố dế vai. Và sau này học cơ thì các bạn sẽ nhìn thấy cơ dế vai nó sẽ bám ở cái vị trí này. Tiếp theo đến mặt sau. Mặt sau có cái gờ xương dùng để định hướng ra phía đằng sau. Thì bây giờ mình mới gọi tên, đây chính là gai vai. Tận cùng của gai vai sẽ là mỏm cùng vai. Và gai vai này nó sẽ chia cái mặt sau của trương, của cái xương vai này ra làm hai hố. Đây chính là hố trên gai và đây chính là hố dưới gai. Tiếp theo đến các bờ. Bờ trên có một chỗ khuyết. Cái vị trí khuyết này chính gọi là khuất quạ. Và tận cùng của bờ trên chính là mỏm quạ. Bờ trong song song với lại, bờ trong sẽ song song với lại xương cột sống. Người ta còn gọi đây chính là bờ sống của xương vai. Và đây chính là bờ ngoài. Bờ ngoài thì các bạn sẽ thấy dày hơn các bờ khác, là bởi vì sau này cơ, rất là nhiều các cơ nó sẽ bám ở cái vị trí bờ ngoài này. Tiếp theo đến vùng xương chi trên, đấy chính là xương cánh tay. Ở xương cánh tay thì các bạn sẽ định hướng như sau. Đặt xương thẳng đứng, đầu tròn lên trên và diện 1/3 khối cầu vào trong. Rãnh của đầu tròn sẽ ra phía đằng trước. Vậy thì với cái cách định hướng như thế, đây sẽ là xương cánh tay của bên phải. Khi mà các bạn định hướng đúng rồi thì các bạn sẽ mô tả xương cánh tay sẽ gồm có một thân và hai đầu. Thân xương hình long trụ tam giác, ba mặt ba bờ. Đầu tiên là đầu trên. Các bạn sẽ nhìn thấy cái diện 1/3 khối cầu này, người ta sẽ gọi là chỏm của xương cánh tay. Cái thắt hẹp phía ngoài, cái viền bên phía ngoài, đây chính là cổ giải phẫu. Ở xương cánh tay, nó sẽ có củ lớn, củ bé. Cái rãnh mà dùng để định hướng ra phía đằng trước, rãnh này nằm giữa hai củ, thì người ta gọi đây chính là rãnh gian củ. Và cái vị trí này chính là cổ phẫu thuật của xương cánh tay. Cổ phẫu thuật tức là điểm yếu của xương cánh tay. Khi mà gãy, thường hay gãy ở cái vị trí này. Chính vì thế mà người ta gọi đây là cổ phẫu thuật. Và 1/3 trên phía ngoài của xương cánh tay có một cái chỗ lồi ra như thế này. Đây chính là lồi cổ delta. Tiếp theo xuống đầu dưới. Ở đầu dưới thì các bạn sẽ thấy có một cái vị trí này. Đây chính là chỏm con. Cạnh cái chỏm con, đây sẽ là khối dòng dọc. Cạnh cái chỏm con này sẽ có mỏm trên của lồi cầu ngoài. Và cạnh cái dòng dọc ở phía trên này, nó sẽ là mỏm trên của lồi cầu trong. Trên của chỏm con sẽ là hố quay. Trên của dòng dọc
sẽ là hố vẹt và phía sau sẽ là hố khuỷu. Thân xương hình long trụ tam giác, nếu như nhìn ở phía trên nó tròn như thế này thì mình sẽ không xác định được các mặt các bờ, thì các bạn sẽ xuống bên dưới này thì các bạn sẽ nhìn rất rõ. Đầu tiên đây chính là bờ trước, tiếp theo đây chính là bờ ngoài và đây chính là bờ trong. Vậy bờ trước, bờ trong, xin lỗi, bờ ngoài, bờ trong, nó sẽ tạo ra các mặt trước trong, trước ngoài, và đây chính là mặt sau. Tiếp theo đến xương cẳng tay. Ở xương cẳng tay nó sẽ gồm có hai xương, đấy chính là xương quay và xương trụ. Vì xương quay và xương trụ nó sẽ định hướng ngược nhau, lên cùng một lúc mình có thể định hướng được luôn hai xương. Đầu tiên là cái xương quay trước. Xương quay thì bao giờ cũng thế, nó sẽ nằm ở vị trí bên ngoài, và xương trụ nó sẽ nằm ở vị trí phía trong. Xương quay thì đầu to sẽ đi xuống dưới, ngược lại xương trụ đầu to sẽ lên trên. Chỗ xuống thấp nhất của xương quay nằm ở vị trí bên ngoài, tương ứng với lại ngón tay cái, thì chỗ xuống thấp nhất của xương trụ sẽ nằm ở vị trí bên trong và tương ứng với lại ngón tay út. Ở xương quay sẽ có một cái bờ, người ta gọi đây chính là bờ răn cốt. Vậy thì bờ răn cốt của xương quay nó sẽ quay vào bên trong, thì ngược lại bờ răn cốt của xương trụ nó sẽ quay ra phía ngoài. Tức là hai cái bờ này bao giờ nó cũng đối nhau. Và ở xương thật thì nó sẽ có một cái màng răn cốt nó nằm bọc ở phía ngoài này. Vậy thì với cái cách định hướng như thế, đây chỉ có thể là xương cánh tay của bên, xương cẳng tay của bên trái thôi. Khi mà định hướng đúng rồi thì mình sẽ vào lần lượt từng xương một. Đầu tiên là xương quay trước. Ở xương quay thì nó sẽ gồm có đầu trên, đầu dưới và thân của xương quay. Thân của xương quay cũng là hình lăng trụ tam giác và cũng xác định các mặt các bờ tương tự như xương cánh tay. Vậy thì đầu tiên, đầu trên của xương quay đã có cái vị trí này đỡ lấy cái lồi cầu ngoài, thì đây chính là mâm quay. Cái viền quanh cái mâm quay này chính là cái đài quay. Chỗ thắt hẹp đây gọi là cổ xương quay. Cái vị trí lồi ra đây chính là lồi cổ quay. Và chỗ xuống thấp nhất của xương quay đây chính là mỏm châm quay. Tương tự như vậy, xương quay nó sẽ có, đây chính là bờ trong, thì ứng với nó đây sẽ là mặt trước của xương quay. Bờ trong đây thì đây sẽ là bờ ngoài, và phía sau này chính là bờ sau. Thế vậy thì bờ sau này, bờ ngoài đây, bờ trong đây thì sẽ có mặt, đây là mặt sau ngoài và đây chính là mặt sau trong. Phía trước này chính là mặt trước. Tiếp theo đến xương trụ. Ở xương trụ thì khi các bạn biết, khi mà các bạn duỗi tay xuống thì mỏm khuỷu của xương trụ này sẽ khớp vào hố khuỷu của xương cánh tay. Và khi các bạn gấp tay lên thì mỏm vẹt của xương trụ nó sẽ khớp vào hố vẹt của xương cánh tay. Và cái động tác duỗi và gấp tay thì nó sẽ chạy quanh một cái khối đấy, ở xương cánh tay đấy chính là dòng dọc. Thế vậy thì ở cái vị trí này chạy quanh cái khối đấy thì đây chính là huyết của dòng dọc. Ở xương trụ nó sẽ có một chỗ lồi, thì đây chính là lồi củ trụ. Và chỗ xuống thấp nhất của xương trụ đấy chính là mỏm châm trụ. Tương tự như xương cánh tay thì xương trụ nó cũng sẽ có, đầu tiên đây chính là bờ ngoài, đây cũng chính là mặt trước. Phía sau nó sẽ có bờ sau. Đây là bờ ngoài rồi thì đây sẽ là bờ trong. Thế vậy nó sẽ chia cái mặt sau của xương trụ ra làm, đây là mặt trước, mặt sau ngoài, và đây chính là mặt sau trong. Tiếp theo đến phần xương cổ tay. Ở xương cổ tay thì nó sẽ gồm có 8 xương và được xếp làm 2 hàng. Hàng trên 4 xương và hàng dưới 4 xương. Bao giờ cũng thế, ta sẽ đếm từ hàng trên trước, đếm từ ngón cái đếm vào và đếm từ hàng dưới sau. Vậy thì đầu tiên, ở hàng trên các bạn sẽ nhìn thấy cái xương này chính là xương thuyền. Tiếp theo xương tròn chính là xương nguyệt. Xương nhỏ hơn một chút đấy chính là xương tháp.
và cái xương nằm ở phía trên xương tháp, dính vào xương tháp ấy, thì đấy chính là xương đậu, giống như hạt đậu. Ở hàm dưới, tính từ ngoài vào, có một cái xương hình thang, đây chính là xương thang. Một cái xương nhỏ chính là xương thê. Một cái xương to chính là xương cả. Và một cái xương có cái móc thì chính là xương móc. Tiếp theo là đến xương bàn tay. Ở xương bàn tay thì sẽ gồm có 5 đốt xương bàn tay, tương ứng với lại ngón cái đến ngón út. Người ta có thể gọi đây là ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5. Tiếp theo đến các xương ngón tay. Các xương ngón tay thì bao gồm có 14 xương ngón tay. Ở ngón cái thì sẽ có 2 ngón, tương ứng với đây chính là đốt gần và đây là đốt xa. Các ngón còn lại đều có 3 xương, tương ứng với đốt gần, đốt giữa và đốt xa. Vậy là hết cái phần của chi trên. Mình sẽ xuống chi dưới. Xương chậu chính là đai treo của chi dưới. Với xương chậu này thì các bạn sẽ định hướng như sau. Đặt xương thẳng đứng, mặt mà có cái hõm khớp này sẽ ra phía ngoài. Khuyết của cái hõm khớp này xuống bên dưới, hoặc cái lỗ đây xuống bên dưới. Nhưng quan trọng nhất này, cái khuyết to này sẽ phải ra phía đằng sau. Vậy với cái cách định hướng đấy thì đây chính là xương chậu của bên trái. Khi mà định hướng xương chậu đúng rồi thì các bạn sẽ mô tả xương chậu là một xương dẹt hình tứ giác, gồm có 2 mặt. Đây chính là mặt trong, mặt ngoài, gồm có 4 bờ, trên, dưới, trước, sau. Sau đó mình sẽ vào lần lượt từng phần một. Đầu tiên là mặt trong. Mặt trong của xương chậu có một cái đường này, người ta gọi là đường cung. Đường cung này nó sẽ chia cái mặt trong của xương chậu ra làm 2 hố. Phía trên này gọi là hố chậu trên, phía dưới gọi là hố chậu dưới, hay còn gọi đây chính là xương cánh chậu, và đây chính là lồi củ chậu. Ở phía dưới thì có một cái lỗ, đây gọi là lỗ bịt. Nếu như mà ở xương thật thì đây sẽ có một cái màng nó bịt ở đây. Tiếp theo đến mặt ngoài. Mặt ngoài có một cái ổ, đây chính là ổ cối. Xung quanh cái ổ cối này, đấy chính là vị trí của viền ổ cối. Ở ổ cối có một chỗ khuyết, đây gọi là vị trí khuyết ổ cối. Tiếp theo các bờ. Bờ trên, cái vị trí này còn gọi là mào chậu. Bờ trước, đây chính là gai chậu trước trên. Tiếp theo gai chậu trước dưới. Đường lược xương mu, và đây chính là củ mu. Bờ sau sẽ có gai chậu sau trên, gai chậu sau dưới, khuyết ngồi lớn, gai ngồi, khuyết ngồi bé, ụ ngồi. Bờ dưới, ngành của xương ngồi sẽ hợp với lại ngành của xương mu để tạo thành một cái ngành gọi là ngành ngồi mu. Gọi là như vậy, gọi là xương chậu, nhưng bản chất của nó được hình thành từ 3 lá khôi khác nhau, chính là xương chậu, xương mu và xương ngồi. Tiếp theo đến phần xương đùi. Ở xương đùi này thì các bạn sẽ thấy định hướng tương tự như xương cánh tay, tức là đầu tròn cũng sẽ lên trên và diện 2/3 khối cầu sẽ vào trong. Diện khớp với lại xương bánh chè sẽ ra phía đằng trước, hoặc diện khoeo ra phía đằng sau, hoặc bờ giáp xương đùi sẽ ra phía đằng sau. Vậy thì với cái cách định hướng như thế, đây chính là xương đùi của bên trái. Khi mà định hướng đúng rồi thì các bạn sẽ mô tả xương đùi cũng là một xương dài, gồm có một thân và 2 đầu. Thân xương cũng hình 5 trụ tam giác, 3 mặt 3 bờ. Đầu tiên mình sẽ xét vào đầu trên. Ở đầu trên thì các bạn sẽ thấy có diện 2/3 khối cầu. Người ta sẽ gọi đây chính là chỏm của xương đùi. Ở chỏm của xương đùi nó có một cái hố để cho dây chằng chỏm bám. Đây chính là hố chỏm đùi. Ở xương đùi nó sẽ có cái vị trí này, người ta gọi đây chính là cổ phẫu thuật, tức là điểm yếu của xương đùi thường hay gãy ở đây. Cổ giải phẫu và cổ phẫu thuật gần như là cùng chung một cái vị trí như thế. Tiếp theo có một cái vị trí này chính là mấu chuyển lớn. Phía nhỏ ở đằng sau, đây chính là mấu chuyển bé. Một đường nối giữa mấu chuyển lớn và mấu chuyển bé thì đây chính là đường liên mấu. Ở phía sau gồ hẳn lên thì đây chính là mào gian mấu. Và khoảng cách giữa mấu chuyển lớn và mấu chuyển bé có một cái hố, cái vị trí hố này có tên là hố mấu chuyển, hay còn gọi là hố ngón tay. Tiếp theo đến đầu dưới. Ở đầu dưới
sẽ gồm có: đầu tiên đây chính là lồi cầu trong, đây chính là lồi cầu ngoài của xương đùi. Ở phía trên đấy chính là diện trên của lồi cầu trong, đây chính là diện trên của lồi cầu ngoài. Phía trước là diện khớp với lại xương bánh chè. Ở phía sau, ở cái vị trí này, đây chính là diện khoeo. Và giữa hai lồi cầu, ở phía sau có một cái hố gọi là hố gian lồi cầu. Với xương đùi thì các bạn sẽ chia các mặt, các bờ như sau. Ở phía sau có một cái đường giáp xương đùi tương ứng với lại bờ sau của xương đùi. Thế vậy thì bờ sau này nó sẽ chia cái mặt sau của xương đùi ra làm hai phần. Đây chính là mặt sau trong và đây chính là mặt sau ngoài. Thì đây chính là mặt trước. Đây là bờ sau rồi, thì đây sẽ là bờ trong và đây sẽ là bờ ngoài. Tiếp theo đến xương cẳng chân. Ở xương cẳng chân sẽ gồm có xương chày và xương mác. Xương chày là xương to sẽ nằm ở bên trong và xương mác là xương nhỏ sẽ nằm ở bên ngoài. Vậy thì xương chày người ta sẽ định hướng như sau: đầu to lên trên, đầu bé xuống dưới. Chỗ xuống thấp nhất của đầu bé sẽ nằm ở phía bên trong, đây chính là mắt cá chân trong. Với xương mác thì các bạn định hướng ngược, định hướng như sau: đầu tròn lên trên, đầu nhọn xuống dưới. Chỗ xuống thấp nhất của đầu nhọn ra phía bên ngoài, đây chính là mắt cá chân ngoài. Sau đó các bạn lần lượt vào từng phần một. Đầu tiên là xương chày. Phía trên chính là mâm chày. Hai bên là hai lồi cầu. Đây chính là lồi cầu ngoài, đây chính là lồi cầu trong. Cái phần lồi ra, đây chính là lồi củ chày. Và chỗ xuống thấp nhất đây chính là mắt cá chân trong. Ở xương mác thì các bạn xác định đây chính là tròn của xương mác và cái đầu nhọn bên dưới chính là mắt cá chân ngoài. Tương tự như thế, xương chày cũng sẽ có bờ trước. Bờ trước này nó sẽ chia mặt trước của xương chày ra làm hai phần. Đây chính là mặt trước trong và đây chính là mặt trước ngoài. Phía sau này chính là mặt sau. Mặt sau đây. Vậy bờ trước đây, đây sẽ là bờ trong và đây sẽ là bờ ngoài. Tương tự như vậy, xương mác cũng thế. Đây sẽ là bờ trước của xương mác. Nó sẽ chia mặt trước của xương mác ra làm hai phần. Đây chính là mặt trước ngoài. Đây là mặt trước trong. Phía sau này chính là mặt sau. Tương ứng như thế, bờ trước đây, đây sẽ là bờ ngoài. Và cái vị trí này sẽ là bờ trong. Tiếp theo là đến xương cổ chân. Ở xương cổ chân, ở thẳng cái phần dưới của xương chày đi xuống thì đấy chính là xương hộp. Xương to nhất ở phía cổ chân đấy chính là xương gót. Cái xương nằm ngang ở cái vị trí tính từ ngón cái đi vào, đây chính là xương thuyền hay còn gọi là xương khe. Và vị trí trong cùng cạnh cái xương đốt bàn chân 3-4 thì đây chính là xương hộp. Và lùi ra phía trước thì gồm có xương chêm 1, chêm 2, chêm 3, ứng với lại chêm trong, chêm giữa và chêm ngoài. Tiếp theo đến các xương cổ chân. Xương bàn chân thì tương tự như xương bàn tay, cũng sẽ gồm có 5 đốt xương bàn chân, cũng tương ứng với lại ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5. Các xương đốt ngón thì cũng sẽ có 14 xương đốt ngón, và ngón cái thì cũng sẽ có 2 đốt, các ngón còn lại sẽ có 3 đốt. Tương ứng với lại đốt gần, đốt xa, các ngón còn lại sẽ là gần, giữa và xa.